Alo, xin chào các bạn ha. Chào mừng các bạn và các fan đến với lại video mới nhất của mình. 6 giờ tối không các bạn? Thì được rồi. Ôi, giờ giọng mình khàn rồi các bạn. Ôi, thì được rồi. Tối nay là tí nữa 8 giờ là mình vẫn sẽ live trực tiếp, phát trực tiếp ở bên kênh Tùy Ý Game à. Các bạn nhớ kéo sang theo dõi giúp mình à. Thì được rồi. Tại vì là theo cái lịch của mình 6 giờ sáng với lại 3 giờ chiều đúng không? Nhưng mà bây giờ mình sẽ làm thêm với lại 6 giờ tối à. Tại vì nó hay đúng không? Game giờ kiểu mà hôm nay mình đang sau 4 năm tập á, chơi nó khổ vãi nồi luôn. Nhưng mà đến kiểu mà tập hôm qua và tập hôm nay mình nghĩ đâu là mình sẽ giàu với bạn. Đây chính là cái tập mà có thể nói là mình sẽ từ nghèo lên giàu với bạn, vượt khó à. Trời ơi, từ từ đừng, người ta bày tỏ có lòng một tí mà kiểu mà lũ nào không cho mình nói à. Thôi được rồi, nói nhiều quá không hay à. Thì được rồi, tập ngày hôm nay thì các bạn nhớ kéo xuống like đăng ký giúp mình à. Sợ mấy bạn quên á, thì chứ còn chắc chắn là mấy bạn sẽ like đăng ký cho mình rồi. Được rồi, thì mình không nói nhiều nhá. Chúng ta sẽ vào việc ngay với lại những cái con ngựa. Gần đây là mình đang chơi ngựa khá nhiều á. Thì mấy con ngựa này đúng kiểu là kiểu như mà ở cái series Mark Ragnarok này là mới có ngựa ha. Trước đó là đỡ mà bắt mấy con ngựa thường là không ai quan tâm luôn. Nhưng mà bên này là bên cao nguyên là có ngựa, thế nên là chúng ta để ý khá nhiều đến những cái con ngựa này. Mình sẽ quyết định ai được quyền phá Jin nhá, phá Jin nhá, hoặc là phá Trinh. Ai ta, đứa nào ta? Thôi thì nhường cho thằng level cao với bạn. Ở đây mình có hai con cái và một con đực thì mình sẽ nhường cho con level cao vậy. Con này level 30, 130 đúng không? Con này 133 này. Rồi xong. Mình sẽ cho nó giao phối à mấy bạn. Chúng ta sẽ không có bậy à. Giao phối bình thường mấy bạn, nó sẽ kiểu mà nó sẽ đẻ con đó mấy bạn. Đó. Đây rồi. Từ từ các bạn ơi. Nó hí cái gì không mấy bạn? Đó. Ủa từ từ. Mình bật rồi mà ta. Từ từ Phan ơi, từ từ. Ủa mình bật rồi mà sao nó không chịu ra phối ta? Đợi mình tí nha mấy bạn. Đợi mình tí, đợi mình tí. Hay là do nó đang đứng ở dưới nước nhở các bạn, đợi mình tí à. Nó bị sao ấy. Con ngựa này 130, đúng rồi, con này 133 này. Ủa sao vậy? Nè mừng bật rồi nè. Ủa mình đã bật rồi mà. Tại sao nó lại không ấy nhở? Ready. Ủa nó bị sao ấy bạn? Từ từ đợi mình tí là mình tắt đi bật lại xem có được không. Ở đó. Ủa tại sao vậy? Hình như nó bị cái lỗi gì rồi ha. Từ từ mình cho con này vào xem có được không à. Kiểu mà hai con này tại sao mình cho nó phối với nhau mà không có được nè. Các bạn đợi mình tí là mình sẽ cho cái con ngựa cam này vào xem có được không à. Nhạc đang rất là sôi sục các mấy bạn. Ok, đợi mình tí, đợi mình tí. Kiểu mà nó đang... Đây là cái thời khắc mà mình đang ngóng chờ từ tập trước á. Nhưng mà tập trước nó dài hơn một tiếng rồi ha. Thế nên là mình muốn đỡ sang tập này cho nó trọn vẹn á. Ủa. Ôi mình bị kẹt rồi. Adu. Từ từ mình sẽ lùi nó lại một tí. Ôi, vậy là cái con ngựa này nó bị gì nè mấy bạn ơi. Con này nó không có chịu mang thai á. Con này nó không có chịu sinh con nè. Nó bị cái gì á mấy bạn? Nó bị gây lọ gì á? Con ngựa này nó bị cái gì á mấy bạn? Nè. Nè. Ôi giời ơi. Ồ. Mình không hiểu mấy bạn. Nó con này nó bị cái gì á? Follow.
Ủa con ngựa này đang follow con ngựa kia nên là nó không chịu đẻ sao mấy bạn ơi, như vậy á. Nhưng mà nếu mà mình đã bật cái mating lên thì nó phải nó vẫn đẻ chứ, follow thì liên quan gì đâu. Thôi kệ các bạn, mình chưa thấy con ngựa con nào mà đã thấy cục phân rồi này. À, mấy bạn đợi một tí à, hai con này thì mình tính đâu là mình cho cái con này với cái con này này, hai con này nó phối nhau á, hai con ngựa trắng á. Nó không hiểu sao nó không chịu đẻ á, nhưng mà cái con ngựa cam thì nó chịu. Ờ, thế mới hay, nó chịu mái rồi mấy bạn, chịu mái, chịu trống. 52% rồi. Cái này là không, nó không đẻ con ngay đâu ha, nó sẽ cần một thời gian nó mang thai mấy bạn. Sau đó là nó mới sinh con đâu mấy bạn. À, và tạm thời mình cứ đỡ đây nha, con này nó không chịu đẻ thì thôi. Không đẻ thôi mấy bạn. Cũng may mà mình có hai ngựa cái đấy, con này không đẻ con kia đẻ. A hi hi. Đúng rồi, con này nó bị follow cái con kia rồi hay sao mấy bạn nè. Ờ, nó bị follow mấy bạn. Buồn cười ghê. Mấy bạn đợi một tí à. Mình thử cho nó follow mình xem nào. À rồi đấy. Ờ, nó hết follow rồi đâu mấy bạn. Hết rồi đó, nó hết rồi đó. À, bây giờ nó bỏ follow rồi đó. Thế Aragorn mình muốn giải quyết cây cái này nhá. Cái trần, cái sàn nhà này là trông rất là tợ nhá. Thế nên là mình sẽ giải quyết nó ngay không mấy bạn. Nhưng mà thôi à, tí nó trời tối mình sẽ làm không mấy bạn. Bây giờ trời đang sáng thì mình sẽ... Ờ, con chi ke của mình. Ui, nó mới được có 32% à. Hôm nay mình muốn bắt con ron to. Mình muốn bắt con ron to. Cái con kiểu mà con khủng long cổ dài cao to đen hôi không mấy bạn. Bắt nó về luôn. Để mà bắt được cái con đó là nó sẽ cần rất là nhiều đạn và cần thêm cả nhiều cái... mình nghĩ là mình sẽ cần phải chứa thêm mấy cái cây cây nỏ sắt đâu mấy bạn. Ô, cái lò này hết gỗ rồi. À, mấy bạn đợi mình tí nhá. Mình sẽ chứa 3 cây nỏ sắt để mà bắt cái con đó. Đầu tư rất là lớn đâu mấy bạn. Đầu tư lớn mà. Có thể ở đó không cần lớn đâu nhưng mà mình kiểu mình chắc ăn đó. Để mà nó chắc chắn là mình sẽ không có bị gãy nỏ khi mà thiếu nỏ khi mà mình bắt nó. Tiếp theo là vấn đề đạn dược đúng không? Đạn mơ á, đạn độc á thì mình sẽ chứa thêm khá là nhiều đấy. Đây mình có thêm 2 cây nỏ đây. Hôm nay là phải bắt được cái con ron to mấy bạn, mình khoái con đó đấy. Bắt nó vờ là bao phơ luôn. Kiểu mà xây nhà được trên lưng không mấy bạn? Phơ lòi luôn á. À cô tích này. Đó. Được thêm 30 mũi tên. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi farm thêm cái gì? Cái trái đen nào mấy bạn. Chúng ta sẽ đi bắt. Ồ, nó lên cấp này. À, con này có đồ trên người này. Từ từ các bạn ơi, từ từ các bạn ơi. Nó có đồ trên người mấy bạn. Cắt đồ cái đá không nó nặng không mấy bạn. Thôi được rồi, đi theo mấy bạn, đi. La 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 la. Ủa mà từ từ ha, mình sẽ cài neutral. Kiểu mà mấy con ngựa này bị đánh á, bị tấn công á thì nó sẽ phản công lại. À, 50 phút nữa mấy bạn ơi, 50 phút nữa nó đẻ con. Các bạn có tò mò là cái con ngựa con nó trông như nào không? Cái con ngựa kiểu mà Barbie ngựa con á, con ngựa con Barbie á. Barbie có nghĩa là em bé không mấy bạn? Không biết nó như nào à, mình cũng tò mò à. Hồi đó giờ mình đã bao giờ phối ngựa đâu. Lần này lần đầu tiên đó mấy bạn. Lần đầu tiên cho ngựa nó sướng với nhau mấy bạn. Đây. Rồi ok. Đá tí không mấy bạn. Mình đang làm cái mũi tên đó mấy bạn. Hôm nay qua bắt cái con ron to luôn. Bắt được nó là bao mạnh luôn á. 100 mũi tên luôn. Tiếp theo là trái đen đó mấy bạn. Thank you.
Ui mấy con Allosaurus kìa. Ba con mấy bạn ơi, ba con Allosaurus. Căng thế nhở. À, các bạn yên tâm đi, sau khi mà mình bắt được cái con Ron to á, là ba con Allosaurus kia mình không sợ luôn. Thế nên là thoải mái không mấy bạn. Tập này nó mang tính gọi là bước ngoặt lớn không mấy bạn. Sự thay đổi lớn vào cái sự giàu nghèo của mình không mấy bạn. Tập này là kiểu mà giàu hay nghèo là trong cái tập này quyết định á. À, nó là như vậy không mấy bạn. Thế nên là phải chơi kiểu mà tập trung nghiêm túc à. Đó, ui nó nặng rồi này. Nói chung là farm nhiều như vậy mà mình lấy một cái trái đen thôi, còn mấy này mình không cần. Bỏ hết đâu mấy bạn, có cần đến đâu. Vừa chạy vừa farm luôn mấy bạn. La la la. Thôi đi vào đi vào. Ôi nhưng mà có con nào đang qua nhà mình nè. Sút nó xỉu được không ta. Ui đánh anh em ơi, đánh ba con. Ui con kia đang mang thai mấy bạn ơi. Ôi nó chết rồi, hay lắm. May không ạ? Lấy đông hiếp yếu à. Ba anh em siêu nhân. Con này đang kiểu con này đang mang thai này. La 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 ta. Nhạc đang rất là hăng mấy bạn. Tập này phải kiểu mà nhạc nó hăng lên một tí không mấy bạn. Ôi con này lên turbo nè. Rồi ok, đi vào nhà thôi. Tưng. Nào, tích được 80 mấy lọ nữa này. 45 mũi tên không biết có đủ chưa ta. Vẫn hơi quan ngại mấy bạn. Bây giờ mình đang mới có 80-90 mũi tên à. Mình sợ nó không đủ á mấy bạn. Giờ phải làm sao này. Bây giờ đợi chớ thôi chứ sao giờ. Giờ mình đi cày thơm mà, bây giờ mình thiếu cái gì đây. Mũi tên này thì chắc là cũng đủ rồi ha. Nhưng mà tên độc thì cần narcotic. Vẫn là đi farm với bạn. Ừ nó vẫn là farm á. Tao. Mà không có con chim nào bay ở đây nhở. Để mình bắt một con vừa. Không có con nào nó bay ở đây hết. Rồi ok. 42. Đấy. Ôi con chi ke của mình kìa, từ từ mình lên kiểm tra ha. Từ từ mới pha thôi, rồi mình lên đây mình kiểm tra chi ke á. Không biết nó có kiểu mà nó có còn thức ăn không hay là nó có sắp tỉnh chưa. Ok, mình lên mình kiểm tra cái xem nào. Cấp. Con này giờ đây cũng là cũng 2000 máu rồi ha. 2000 máu á mấy bạn. Cũng 2000 máu rồi đó, cũng mạnh á. Narcotic. Mấy cái này bỏ hết rồi mấy bạn, không cần.
Rồi ok. Uầy, nó còn 66 trái cây à? Thoải mái mấy bạn ơi. Còn. Không sao nhá, vẫn không sao hết. Mà tem đúng đâu mấy bạn. Đúng là lần này mình chơi độ khó cao có khác à. Bắt thú nó không có đơn giản như là mọi khi mấy bạn. Lâu vãi nồi luôn. Kiểu mà bắt được con nào là phải trân trọng nó ha. Tại vì cái công sức mình bỏ qua, mình bỏ ra để mà bắt nó là quá là nhiều mấy bạn. Mà bắt xong mà đỡ nó chết là toang luôn á. Qua đi farm mấy bạn. Trời này là nghe vẻ sắp tối rồi nè. Ồ, trời này là tối rồi mấy bạn. Có vẻ như mình sẽ đợi vào sáng hôm sau rồi chúng ta sẽ lên đường bắt con ron to nhá. Ừ, với lại mình cũng đang đợi con chike. Bây giờ mình sẽ đi farm này thôi. Nè. Hỏi đi không mấy bạn. Ta. Kìa. Kìa nó chạy kìa mấy bạn. 126 mũi tên độc rồi. Từng nào cô tích. Đây rồi, a à, hi hi. 53 kiểu mà 53 lọ đang cô tích luôn nè. Đấy. Ok luôn nào mấy bạn, uy tín luôn. Tập này mình chơi như này là chắc chắn là bắt. Kiểu là nếu mà chắc không gặp vấn đề nào thì mình vẫn bắt được thoải mái không mấy bạn. Tại vì trên thảo nguyên thì trên đó thì mình sợ có con thú ăn thịt nó qua nó đi săn nó gặp mình thì toang thôi chứ. Cũng hơn xui em mấy bạn. Một cái trái cây này chắc mình bỏ hết rồi mấy bạn, không cần đến. La la la. Rồi ok. Để mình làm thịt thối em mấy bạn. Lên cấp. Cấp mấy bạn ơi, lên cấp. Ta. Bây giờ trời tối chắc là mình sẽ tập trung xây nhà tiếp ha. Nãy mình farm được mà bắt con ron to nhưng mà không có kịp ha. Giờ nó tối luôn rồi. Buổi tối đi bắt thú nó kiểu mà nó khó bắt đâu mấy bạn. Bây giờ các bạn xem nó cũng tối à. Thế nên đỡ buổi sáng đi bắt ha. Mặt trăng đâu rồi ta? À đây rồi. Các bạn đợi mặt trăng nó lặn thì các bạn sẽ đi bắt luôn. Để mình xem bây giờ là mấy giờ ta? À, 21 giờ, 22 giờ. Vậy là đang là 10 giờ tối không mấy bạn? 10 giờ tối. 1 phút ở trong này là bằng 1 giờ mấy bạn. Vậy là các bạn sẽ phải đợi mấy phút nhở? Đợi mấy phút để mà trời sáng ta? 23, 24, 25, 26, 27. Mình đang tính không ạ, nhưng mà tính nào lại đúng nó 27 và trong khi là một ngày có 24 giờ. Tính cái nào các bạn? Ừ, ngáo. Mình tính lại ha. 23 24. 24 cũng là 12 giờ đúng không? Đúng rồi. 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng. Các bạn sẽ phải đợi khoảng gọi là 7 hoặc là 8 phút nữa ha. Thì là trời nó sáng.
7-8 phút đi farm thôi, không có gì đâu. Có 7-8 phút thôi à. Ủa vậy mình cảm giác ban ngày nó dài hơn ban đêm hay sao mấy bạn? Cảm giác vậy à. Đi em các bạn, đi 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 đi. Con ngựa này liệu rằng là nó có đẻ trong tập này không ta? 38 phút nữa mấy bạn ơi, 38 phút nữa. Chết rồi, mình quên làm cái bóp rồi. Quên làm cái bóp nấu ăn rồi. Đợi mình tí à. Quên mất. Cái bóp đâu rồi ta? Nó đang thiếu gỗ với fan ơi. Rồi ok, có gỗ này. 3 cái luôn đó. 5 cái luôn, mình nướng thịt cừu quá, thế nên mình sẽ cần khá là nhiều à. Cho nó ăn thịt sống luôn này. Đấy, bớp thì mình sẽ đỡ hết qua bên đây luôn. Cho đẹp mấy bạn. Ok. À. Sáng rồi bạn, ừ nó sáng á. Lên cấp này. Từ bữa nay mà mình mới tăng speed à. Ừ. Bữa nay mới tăng luôn. Được thêm 60 cái này. Thịt thối đâu rồi ta? À đây 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 đây. Ui 180 mũi tên độc rồi ha. À, ok mình nghĩ là đủ đấy. Ok luôn. Thịt cừu đâu rồi ta? Mình đang đói mấy bạn ơi. Ăn tạm thịt cừu vậy. Lấy mấy miếng thịt này ra nướng xem nào. Có đủ đồ nướng không ta? Đó mà lấy bớt mấy miếng này ra nướng các bạn. Không có gỗ sao mà nướng được. Ôi nó thối. Nó thối đến nơi rồi nè. Trời ơi. 4 phút nữa là nó hư rồi nè. Không kịp mấy bạn ơi, không kịp. Thôi mình nướng thịt thường à. Không kịp luôn. Thịt thường thì mình có mà. Đây. Ở đó đây. Narcotic. Tên này, tên độc này. Nhà mình không có tí gỗ nào luôn á. Ờ thật đó các bạn, nhà mình không hờ một tí gỗ nào luôn. Từ đây cho thối luôn ha mấy bạn. Ôi. Ôi. Nhà không có một chút gỗ nào luôn ý. À để mình lấy con ngựa ha. Mặt trăng đâu rồi? Mặt trăng qua nửa rồi các bạn ơi. Bao nhiêu thời gian nữa? Ồ cái cửa to như vậy mà con ngựa không có đi vào được. Trời sáng một cái thôi là mình lên trên kia mình bắt luôn à. Ôi mà khoan, mình quên mất con chi ke. À, chi ke không sao các bạn. Mình nghĩ chắc là vẫn tem được. Nó tụt hai cấp rồi đó. Không sao các bạn, cứ thoải mái thôi. Nhà không có tí gỗ nào hết. Không có gỗ đâu mà nướng thịt á. Mình mà bắt được con đó là chúng ta có thể là kiểu mà đánh được mấy con Allosaurus á. Lúc một mình nó cân mấy con luôn. Mình nghĩ là đánh được. Ờ mà khoan. Nếu mà mình nhớ không nhầm là trong cái đám Allosaurus nó đi săn là có một con 145 á mấy bạn. À này phải suy nghĩ lại à. Cái này chắc mình cũng suy nghĩ lại mấy bạn. Hơi căng á.
Với lại mấy con Allosaurus thì tụi nó đi săn theo bầy đàn á. Có thể là bọn nó sẽ kiểu mà nó đi theo hội đồng là nó mạnh hơn á. Chết rồi, này phải suy nghĩ lại rồi. Không nên hổ báo với bạn. Ừ, không nên hổ báo. Này chắc phải suy nghĩ lại ha. Oh my god. Cũng hơi khó đấy mấy bạn. Chắc là không cân được. Bây giờ mình nghĩ lại chắc là cũng khó mà cân đó. Nhưng mà nếu solo 1-1 là cân thừa ha mấy bạn. Cân thừa luôn. Oliver với Phan ơi. Tăng speed lên mà chạy cho nó lẹ này. Dạ ha, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Pha một ít gỗ vừa nướng thịt. Con này còn 3 phút nữa ta. 33 phút nữa mấy bạn. Mình sợ là tập sau nó mới đẻ được nè. 33 phút nữa luôn. Gỗ đâu rồi, gỗ đây rồi. Thôi đi mấy bạn. Trời đất ơi, nó đi kìa. Mặt trăng vẫn chưa lặn ta. Kìa. Ảo lòi luôn. Kìa. Ảo vãi trưởng. Đấy. Hay không các bạn? Bỏ vào đây một ít cho nó. Cho vào đây này. Cho nó sáng lên mấy bạn. À cho vào lò nung, cho vào lò nung. Quên mất, quên mất mấy fan ơi. Hmm, 180 rồi đấy. Ba cái tên độc và 180 mũi tên. Quá là đỉnh. Ở đây là mình còn đang làm thơm à. Ờ đúng là làm narcotic cái nó lên cấp nhanh không mấy bạn. Hay á, lên cấp rất là nhanh luôn. Fiber này. Come on, lặn đi, lặn đi, lặn đi. Ok, bây giờ mình sẽ lấy trái cây à. Mình sẽ đi dần dần với bạn, đi dần dần luôn. Mang hết trái cây đi bắt nó không mấy bạn? Nói gì á? Luna nói gì á? Hả Luna? À, mình quên mất rồi, mình làm yên cho con Chike mấy bạn. Con đó mình nghĩ là tập này mình tem được á. Chike này. Ủa mình chưa học. À đây 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 Chike đây mấy bạn. Cần da và gỗ có luôn. Vừa có luôn mấy bạn. Ồ lên cấp nữa này. Đi nha, mình đi nha mấy bạn. Đi nha, ha ha. Đỡ mà phòng, đỡ phòng cái chuyện gì đó mà mình ngã mất máu hay cái gì đó. Mình sẽ cầm theo luôn cái thịt cừu. Ủa thịt cừu đâu? Ủa what the fuck. Thịt cừu. À mình cầm trên người 14 miếng rồi mấy bạn. Đi à, đi đi. À vậy là nó vẫn kịp nướng 2 miếng này. Bữa này sao? Không có gì đâu bạn. Tara tara tara. Alo alo. Đi không mấy bạn? Kéo vào bây giờ mình hoàn tất mọi thứ rồi. Bây giờ mình đợi trời sáng thôi. Chỉ có là như vậy thôi. Đợi trời sáng. Ui cái gì đấy? Trông cái mặt nó kìa.
Wow, chị ke sắp xong này các bạn, sắp xong rồi đó. Rồi mình cưỡi ngựa dần lên luôn ha, trời sáng một phát mình bắn đít đó luôn. Thật ra bây giờ mình cũng có thể là quan sát thời tiết rồi đó. Quan sát cái vị trí xung quanh á, cái tầm nhìn xung quanh mình nhìn được rồi. Mình lên đó mình tìm con roto luôn ha. Bắt được nó là bao phơ ha, he he. Trời ơi, mấy bạn mà chơi mốt á, các bạn kiểu mà cái con roto nó chỉ là cái gì đó nhỏ nhoi và tầm thường ha. Các bạn chơi bản thường cái này, nó quý vãi nồi luôn ý. Đây, bắt được nó là không bao giờ lo cái vụ gọi là trái cây à. Không bao giờ phải thấy cái cảnh gọi là mình cưỡi ngựa đi đi quất mã chi phong nữa. À, nó là như vậy. Mà cũng không có ngán với con Arosaurus nữa luôn. Cần hết mấy bạn. Này con chi ke của mình này, tem từ tập trước đến tập này vẫn chưa xong mấy bạn. Đúng là bất tỉnh nhân sự. Ui mà con này sắp tỉnh rồi này. Wow. Để mình làm thêm mũi tên mơ à. Bỏ nó ở đây không mấy bạn. La 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 la. Ta đi ta bắt Roto. Cái con Roto mình chắc chắn luôn nó là cái gì đó farm siêu lâu luôn mấy bạn. À không, nó farm siêu khủng và ăn siêu lâu luôn. Con này nó to vậy nó ăn lâu lắm. Không biết có đủ trái cây mà bắt nó không. 116 khoai tây và cà rốt là 68. Rồi. Để mình đi xuống đây lấy nước à. Ui mà mấy con Allosaurus kìa. Thôi mình tạm thời mình khát mình ăn trái cây không mấy bạn. Ai trời chưa sáng tôi đã qua tìm em. Con này được cái đây. Đây không mấy bạn, nó này. Con cái mấy bạn ơi, con cái. Ok nhá, uy tín nhá. Thoát nghèo là nhờ con này này. Trời hơi tối nhưng mà thôi, tí nữa trời sáng là vừa mấy bạn. Đi đi nào. Đi. Ủa sao con người nó không chịu chạy nhở. Ừ khó chịu vãi nồi. Để mình dụ lên núi hay gì đó à mấy bạn. Con ngựa vừa nãy nó đứng đờ, người ta nó không chịu chạy nhở. 2000 máu rồi này. Chạy. Ui, chỗ này lắm cừu vậy. What the fuck, cừu ở đâu mà nhiều vậy. Cừu. Cừu fan ơi, nhiều cừu lắm. Chỗ này chục con cừu luôn. Để mình rủ qua đây à. À, mình tính đâu mình trèo lên cái núi này nè. Không biết nó có trèo lên được giống mình không à. Nó không lên được thì ngon, mà nó lên được thì mệt á. Đứng ở trên này bắn đâu mấy bạn. Mình tính là như vậy á. Ái da, không lên được đúng không cưng. Đứng ở đó mà đợi anh phán quyết bắn từng mũi tên gọi là ngọt ngào đấy, từ từ các bạn. Mình có cách bắt nó rồi, không cần phải chạy qua chạy lại à. Cứ là đứng ở đây bắn này nó không lên được đâu, nó ngu lắm. Ơi mà khoan, mình thấy cái gì đó không đúng à. Ai da, tài hại. Ôi, đâu. Ôi, nó lên được. Nó quất một phát thôi, đồ lông cũng mất nửa cái máu mấy bạn. Căng nhờ. Ừ. Khoan, nó quất đuôi á. Nó quất một phát nửa cái máu luôn. Từ từ mình hồi máu cái đã. Chai.
Kìa. Ờ, làm gì nhau? Nó không lên được mấy bạn. Nó vẫn không thể nào mà lên đây được. Chỗ này là... Ây ạ! Ui, nhưng mà nó không cần lên đây, nó vẫn đánh được mình à. Được thế nhá. Cứ từ từ thôi. Làm gì phải vội vàng. Ui 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 ui. Ngựa ơi, chạy thôi, nó lên rồi, con đít. Tài hại vãi hồi luôn. Mình khát nước rồi này, từ từ mình qua đây làm ngụm nước à. Khát nước quá tiêu rồi. Kìa, nó đang dí theo kìa. Trời ơi, thằng nhân vật này nó gào cái gì mà nó gào kinh vậy. Khát nước thôi có gì đâu. Chịu khát một tí có gì đâu là nó kêu trời câu đất lên. Đấy, ăn đi uống đi. Sợ nó vãi nổi. Bình tĩnh với bạn. Nó đâu rồi. Kìa, nó kìa. Đừng qua đừng bắt nó à với bạn. Hay là mình đứng trong cái nhà này mình bắn nó ta. Ờ, hợp lý. Con ron to là không thể nào mà phá được nhà đá đâu. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi các bạn, hay là mình để không vào trong nhà, nếu mày chết trong nhà các bạn. Ây da. Đầu, con này đánh đầu lắm. Con này mạnh không các bạn? Dân dã sinh tồn chuẩn vãi nồi luôn. Đậm chất sinh tồn. Ờ, à, nó chậm các bạn, nó không nhanh bằng mình. Không sợ, con này mình không sợ. Không có tuổi với mình các bạn. Này, chả mới khi đánh được mình được một phát. Lâu lâu nó đánh vài tỷ năm mới được một lần trúng mình không mấy bạn. Cứ thoải mái thôi. Còn đâu 100, 200 mũi tên mơ, thoải mái các bạn. Ôi trời ơi. Sao? Ây à! Đầu đấy. Từ các bạn, biết đầu chân này có giga nữa là mệt lắm mấy bạn. Cứ bình tĩnh thôi. Ui không được rồi, mình phải rũa xuống cái chỗ nào đó để mà nó kẹt ở lại để mình bắn nó nè. Rũa xuống dưới này được không? Dưới này hang rồng này các bạn, mình thấy hơi không được lắm à. Dưới này là hang rồng rồi này. Chạy em ơi, chạy. Ui, nó chưa ngã xuống với bạn ơi, nó chưa ngã. Để mình rũ qua đây à, cho nó ngã xuống đây luôn. Tôm và jelly rồi, tôm và gile rồi. Đợi mình. Ấy, ngã. Ui, đầu đấy, phà ngã đầu đấy. Ôi mà con chi ke xong rồi sao á? Ờ, chi ke của mình xong rồi mấy bạn. Một tin vui đầu tiên là đã xong em chi ke vâng. Ôi sao lại bắn ngay vào con ngựa này? Đợt. Tin vui đầu tiên là em chi ke em đó. Em nó đã xong rồi mấy bạn. Còn con này thì chưa các bạn. Chả biết mình phải bắn nó đến 3 giờ nữa. Kiểu mà nó mạnh quá, bắn mãi nó không xỉu á. Nè. Ôi con ngựa đâu? Ô, ngựa. Mày quá, né được cái phát kia các bạn. Mình tính đâu mình lại trèo lên đây nè. Ui, từ mình làm lại cái trò vừa nãy à, xem có được không. Ít ra mình còn bắn được vài chục phát.
Kết mẹ rồi này. Leo lên đi nào, ở con ngựa này. Để mình leo lên, mình leo lên cái núi này ha, đứng trên này bắn nó. Con ngựa này. Lên. 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 Lên cho tao. Ủa nhỉ, làm việc lớn mà không chịu, gọi là hứng lên một tí. Đây rồi. Đứng ở trên này bắn thì không có lo ai hết. Ai à, sao mà lên đây được. Chấp nó luôn đấy. Ôi mà hơi xa mấy bạn. Ôi trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi. Trúng. Trúng. Trúng bạn ạ. Được, được. Bạn thấy con này kinh không? Bắn nó từ nãy giờ rồi đó. Mình đã chuẩn bị hơn 200 mũi tên rồi. Thật luôn. Sao mà lên đây được? Mình cứ đứng đây á làm gì đó. Sao mà lên đây được? Ơ, à, lên đi, lên đi. Lên đi mà lên, lên hộ nhau. Lên hộ. Không thở nào mà lên đây được luôn. Anh ngắm rồi. Vị trí rất là đắc địa luôn. À, easy chưa? Thấy đỉnh cao của sự săn bắt chưa? Không thở nào mà đánh được mình luôn. Ơ, à, nè. Nè. Ừ. Đấy, thở chứ. Ủa. Sao? Sao nào? Không thở nào mà làm gì tôi luôn. Ê, ê. Chết, nó đẩy mình xuống rồi, nó đẩy mình xuống rồi. À, vẫn bắn được cơ. Ờ, vẫn bắn được cơ. Ờ, làm gì nhau? Làm gì nhau? Từ phát rồi. À, vẫn lên được. Hè hè, không sao nhá. Hơi không sao đâu. Ây mà khoan. Hình như là nó đang mò đường lên hay sao á. Tôi không đùa ha. Mình đi né né ở đây để mà rũ qua đây. Bên này là cái đường lên này, mình không rũ. Phải rũ qua đây mấy bạn. Con này nó khôn vãi nồi luôn. Chưa chạy luôn á mấy bạn. Chưa xỉu luôn nè. Phải bắn bao nhiêu tên nó mới xỉu đây. Mình đã bắn đâu gần 100 tên rồi đây. Quá là mạnh luôn. Chơi lớn mấy bạn, tập này chơi lớn vãi nồi. Ê, con này nó khôn quá, nó cứ tìm đường lên bên kia kìa, nó khôn vãi nồi luôn. Bắn nó liên tục các bạn. Bắn liên tục luôn. Sao? Bạn thấy bảng game này hay không? Khó cao này chơi. À, chạy rồi sao mấy bạn? Ừ, kìa, nó chạy kìa. Ơ, nó chạy. Ơ, kìa, nó chạy kìa. Con ngựa đâu rồi, con ngựa đâu? Nó chạy kìa mấy bạn ơi, nó chạy. Ôi mà chưa fan ơi, nó vẫn đang đứng đây mà. Chưa chịu chạy rồi. Ủa. Ui, gãy. Ăn thịt. Gãy mẹ cái giáp rồi. Vỡ giáp rồi fan ơi. À, không nhầm thì đang bỏ chạy đúng không? Nó đang bỏ chạy mới fan ạ. À. Bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Ra trận đầu các bạn ơi, mình sợ nó chạy ngoài biển á. Nó đang bỏ chạy. À, đang bỏ chạy rồi, có cơ hội bắt được nó rồi. Tiếp. Nó đang bỏ chạy các bạn ạ. Nó đang sắp xỉu rồi, nó đang bỏ chạy này. Ừ. Rồi sao? Không đợi nó xuống đây à, đợi nó xuống đây, nhớ mày nó xuống biển là gặp mấy con Allosaurus á, là không bắt được đâu. Phải đợi nó xỉu trên cao các bạn. Nói chung bắt con này nó khó lắm.
lâu lâu mới bắn được một phát à. Gà nào nào, cưỡi ngựa bắt khủng long quá là kinh luôn. Sao? Đấy, hay không? Từ từ bạn ơi, từ từ, con ngựa này còn hơn nửa cái máu à, thoải mái đi. Chưa sao ấy bạn, chưa sao đâu. Nhảy lên nào. Con ngựa này nhiều khi nhảy kém lắm. Quay đầu đi em ơi, quay đầu đi, thiếu đi. Chả biết nó có xỉu không đâu các bạn, không biết bao giờ nó mới xỉu à. Dính cây cái gì đâu các bạn, khó chịu nhờ. Con này bắt nó lâu quá. Xỉu chưa ta? Ký, mất level rồi. Không sao các bạn, nó mất 3 level. Mất thì thôi các bạn. Tại sao nó không gãy cái cây nỏ này sớm hơn một xíu thôi. Mà thôi các bạn, mất có 3 level à. Nếu mà max á, là được 75 cấp các bạn. Ở đây là chỉ được 72. Vậy là nó mất 3 level các bạn. Không sao à, mình chơi game mình cứ tính toán quá làm gì đúng không. Mất level thôi chứ sao giờ. Dù sao thì ừ kệ chứ sao. Chơi game cứ tính toán quá cũng không hay các bạn. Ừ, cứ lo chăm chăm nó mất level cũng không hay. Mà đúng pha vừa nãy tiếc gơ các bạn. Ừ, tại mình không ống nhòm á, mình không biết khi nào nó xỉu là mình còn căn á. Xỉu rồi ha, nó xỉu đúng cái nhà mình luôn. Tuyệt vời. Bây giờ chỉ lo thiếu cái trái cây không các bạn. Trái cây thì phải đi hái rồi. Mà hái thì phải qua bên kia mới có nhiều. Mà bên kia lại có con Giga cơ, Giganotosaurus ý. Các bạn nhớ không? Tập này quá là hay luôn. Mà hơi thừa mũi tên đâu các bạn. Mình làm 200 mấy mũi tên á. Qua đây hái mấy cái trái này à. Cái này bắt nó nhanh hơn này. Ô cưu này. Ừ bây giờ mình thấy thú bắt đầu nó ra nhiều á. Mới tập đầu nó ít. Chơi khổ vãi. Tập 1 mà mình gặp cừu thì ngon. Thật. À rồi nó chịu tem này. 1,4% ạ. Vậy là nó sẽ ăn khoảng đâu đó là 80-90 lần ăn đó. Lâu vãi nồi. Đợi mình lên đây mình tìm ấy à. Tìm chim với lại mấy cái con. Tìm chim với lại thơm mấy cái trái cây. Trái cây mình sợ không đủ tem nó mấy bạn. 15 mà. Hôm bữa mình lên đây mình gặp Giga nè, chắc nó vẫn còn đó mấy bạn. Chắc vẫn còn đó. Được không các bạn? Được, được. Đấy, dù sao cũng đã hạ gục được cái gì? Ron to các bạn. La. Kìa, đang đứng sừng sững ở kia kìa, con Giganotosaurus kìa. Khủng long bạo chúa, có thể nói là khủng long ăn thịt mạnh nhất trong game luôn. Ở bên đây có một cái con suối nha. Làm miếng nước mấy bạn ơi. Gãy luôn cây nỏ à. Vậy mà mình thừa hai cái cây nỏ. Chuẩn bị hơi quá mấy bạn. Ừ lo xa. Đâu nhỉ? Hôm bữa mình thấy con Giga nó bò gần đây nè. Hôm nay thì nó đâu rồi ta? Nó bỏ đi đâu rồi á? À kìa. Đợt, nó ở kia rồi sao mình dám qua lấy.
Vậy thì thôi mình đợi mình đi xuống đây nha mấy bạn. Xuống đây tìm xem có chỗ nào nó có ấy không, có cây rồi mình hái không mấy bạn. Chim ở đây có chim này. Level nhiêu? 85 mấy bạn ơi, 85. Ôi kìa. Đợt. À, mình không nhầm con chicken này là 150 nè. Hôm đó mình nhớ là có một con ở đây là rồi, vâng, đúng luôn mấy bạn, đúng như xác luôn. 150 với 15. Con ngựa mình đâu rồi ta? Con ngựa này đám mơ được không ta? Ơ nhưng mà đang mất máu này, không dám mạo hiểm mấy bạn. Thôi được rồi, để tí nữa mình quay lại ha, với lại mình cần thịt cừu mà. À không, bắt cái con này nó cần trái cây đâu, cần thịt đâu. Quên mấy bạn, quên. Con Giga nó ở trên này này. Ôi nó vừa đây, nó bò đi đâu rồi? Ơi, từ từ mấy bạn, con Giga nó vừa bò ở đây á, nó đâu rồi ta? Không đùa được á mấy bạn, chết á. Một cạc của nó thôi là đi đó. Đi chầu trời mấy bạn. Đi Tây Thiên luôn. Ngã. Ồ, dưới kia có cái hồ đẹp quá ha. Đúng là cái khu cao nguyên này nó rộng ấy bạn. Đồng cỏ xanh rộng vãi nồi luôn. Đấy. Ôi. 95 luôn nhá. Được mấy bạn ơi, được. Xỉu không? Ai phát là chắc chắn nó xỉu các bạn. Sợ bắn nó mất level á. Mỗi con chim thì nó khá là dễ căn à. Hai phát là nó xỉu. Con nào yếu là một phát. Chỗ này thì không có cừu nhỉ. Mấy bạn ơi, 60 thôi nhá. 60 mình nghĩ là không được, nó không chở đồ được. Tầm cỡ trên 70 mấy bạn. Đây mình qua đây xem nào. Oh my god, bờ này lắm bờ te vậy. Con này cấp cao lắm ha, 145 này mấy bạn. Con này chắc chắn hai mũi tên luôn, chắc chắn luôn á. 1. Thôi nó xỉu á. Hay rồi. Tìm thấy chim rồi ha mấy bạn. Mình tìm được chim này. Bây giờ vấn đề là mình đem thịt cừu qua cho nó ăn thôi. Có con ngựa nữa là đi cũng lẹ mấy bạn. Ở nhà còn một con đang mang thai. Cừu nó có ở đây không ta? Cừu hình như là nó phải vờ cái khu ấy mới có rồi. Cái khu hồ nước nhà mình á, chỗ mình đang bắt con ron to mới có rồi. 60 này các bạn. Đời mình đánh xỉu con chicken luôn à. Có gì kiểu như là mình bắt nó luôn á. Được thì làm một cặp. Ok luôn. 150 này. Ôi chết rồi, chết mình ngồi. À, chạy cho nó chạy cơ.
Sao? Chạy đâu, chạy đâu? Ôi, con Giga. Không được chạy xuống dưới. Không được chạy. Không được chạy xuống dưới đó. Rồi, rồi, rồi. Ui, con Giga kìa. Má, cái con chì kè kia nó lao ra nó hút phát cái con ngựa bị choáng à. Cái là nó lao vào cái nó kẹt luôn con ngựa. Ôi, được thế nhỉ? Thế gọng kìm anh em ạ, gọng kìm vãi nồi luôn. Cho nó chết. Này thì này. Con ngựa này tí nữa thì đi Tây Thiên các bạn. Vẫn sống khỏe. Để mình quay vờ à. Pha vừa đấy đúng là toang thật. Cũng hơi hoảng á, cũng hơi căng á. Thôi để mình quay lại à. Chi ke thì mình cứ bỏ đó cho nó đói thôi, sau này mình quay lại mình bắt. Chứ bây giờ mình không sợ con Giga nó lớn quá. Bỏ đó thôi em mấy bạn. Không quay, mình không bắt vội đâu. Cứ từ từ thôi. Từ từ chúng ta sẽ giàu lên dần dần. Bên này là hang rồng nhỉ. À đây cái hồ nhà mình đây. Để mình quay vào đây mình tìm con cừu vừa nãy à, một con là được rồi. Chắc là vậy á. Để mà bắt cái con chim trước nào mấy bạn. Chi ke 150. Ồ, khá là nhiều thú rồi ha. Con ngựa này đúng ngon đâu mấy bạn, nó cũng kiểu như là con cóc á, con đánh mơ, khá là ngon. À, trái cây nó gì farm lại này, nó xuất hiện lại không các bạn? Hái luôn. Cứ từ từ các bạn. Ồ, con này tính ra tem cũng không lâu các bạn. Được mới đây được 10% rồi này. Mình cứ ở đây không các bạn. Qua đây hái rồi các bạn. Mình đi xa cái mình quay vờ cái nó lại xuất hiện lại nè, là mình hái luôn. Ở chỗ này thì không chơi được ha mấy bạn. Các bạn kêu mình qua đây làm nhà thì mình cũng chịu qua đây làm rồi đó. Nhưng mà không có ở đây được ha. Nhưng mà con ấy nó qua là toang luôn cả đám đó mấy bạn. Chết á, sắp mặt. Anh xin lỗi. Nhưng mà cuộc sống mà em phải chết thôi. Cừu ạ. Chị cừu ạ. Kìa nó kêu kìa. Oe 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 oe. Nó kêu oe 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 các bạn. Thịt cừu hình như là ngon hơn cả thịt đùi nha mấy bạn. Tem thú bằng kiểu bắt thú bằng thịt đùi là không có tuổi với lại thịt cừu á, nó nhanh hơn á. Và đương nhiên là thịt cừu nó cũng hiếm mà, nhưng mà được cái là ở đây thì nó có mấy bạn. Rồi mình đỡ vào trong con ngựa là nó sẽ lâu bị thối rồi đó. Còn mình đỡ cho người cái nó thối hoắc rồi. Ở bên kia là còn đang có ba con thú đang chờ mình cho ăn đó. Con này thì được mình cho ăn rồi. À đây đây, nó hồi sinh lại này. Và đây mình thấy à, cuộc đời mà. Tập này các bạn thấy đúng là cái tập kiểu mà lên đời các bạn. Này các bạn thấy mình bắt thú kinh không? Một con ron to. Bạn thơm một con chi ke và hai con bờ te đang đợi mình cho ăn kìa. Tập này là cái tập đúng lên đời á, mình nói luôn. Cái tập vượt nghèo các bạn. Giờ chỉ có cầu mong mấy đại ca Giga hay là Arosaurus nó đừng qua nó tìm thấy mình á. Qua thấy nó chơi cả đám luôn á. Nó chơi từ thằng đầu đến thằng nhỏ luôn. Thằng to thằng nhỏ chơi hết. Ok. Cũng dài rồi đó mấy bạn. Mình đâu phải tập sau hay là tập sau nữa mới bắt được cái đám này ha. Tại mình bắt nhiều quá mà. Bên này còn 3 con nữa này. Các bạn nào mà tò mò tại sao mình có thể đánh dấu được cái vị trí của mấy con thú á,
Thì cái này là kiểu như là game nó mới cập nhật hỗ trợ người chơi thêm cái này nha mấy bạn. Cái này là không có mod à. Cái này nó cho phép người chơi có thể là tìm được những cái con thú mà người ta đã đánh xỉu á, khá là hay. Cái này là game kiểu mà game nó có sẵn á, không phải là mod hay hack à, nó tự có thì cứ xài thôi. Còn ngày trước, ui con Giga kìa. Còn ngày trước là theo mình biết là không có, ngày xưa là nó chưa có làm một cái này, bây giờ nó mới cập nhật thêm á. Con ngựa mất máu mè. Con ngựa giờ mất máu quá ha. Tao 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 tao. Mình gơ quá, ở dưới này có một con thì trên kia chắc cũng còn một con Giga. Ừ cứ gơ nào các bạn. 60. Ồ con ngựa nó chạy cưng quá nồi luôn, nó mất máu này. Cưới nó từ đầu game đến giờ không các bạn. Con ngựa này đúng là làm giàu từ nó à. Đây rồi. Tôi quay lại đây. Một con 95 với lại một con 145 các bạn. Bắt được hai con này là giàu á. Kiểu mà có thể đi đến nơi khác để mà thu hoạch tài nguyên á. Tưng tưng tưng. Đây rồi, đây rồi. Ui bắt nhanh thế nhở. Này các bạn con ăn thịt cừu này. Thịt cừu là bắt thú cực kỳ nhanh ha. Nhưng mà thịt cừu bù lại thì nó bị thối khá là nhanh không các bạn. Với lại thịt cừu nó hiếm lắm. Được cái là khu thảo nguyên này là nó có cừu à. Còn những cái bản đồ khác là không có mấy bạn. Nhưng mà bù lại nó thả Allosaurus với lại Giga ở đây. Mất dạy các bạn, chơi mất dạy mấy nồi. Kiểu mà muốn có thịt cừu thì bọn mày phải vượt qua được cái con Giganotosaurus với lại cái bầy Allosaurus à. Cũng ác lắm à các bạn. Này, con này level cao hơn mình nghĩ là chắc nó sẽ mất nhiều thịt hơn á. 56 rồi. Narcotic này. Còn con Chike mình cứ đỡ đó à. Con Chike nó tem lâu lắm. Đương nhiên là cái gì cái kiểu mà cái trái mà trái cà rốt với lại khoai tây á là nó cũng sẽ bắt thú nhanh hơn, nhưng mà nó không có bằng thịt cừu à. Con này xong rồi này mấy bạn, xong rồi đó. Một thằng xong rồi đó mấy bạn. Xong nhanh vãi nồi luôn. Mà ở đây làm nhà cũng được nhờ. Chỗ này đẹp này các bạn. Này mình thấy ở đây là có cái dòng suối này. Đó. Ở đây là có một con suối sao này. Ở đây có Chike này các bạn. 45. năm các bạn. Chike thì mình cũng bắt được một con rồi ha. Ok. Bây giờ mình đang ở đây mình đợi con bờ tay Ranodon á. Mình có bao nhiêu cả khoai tây mình có 58 cái nhở. Chỗ này có không để mình hái ta? Có không ta? Để mình tìm không các bạn. Wow, một tiếng rồi. Đâu vãi nồi. Nãy giờ một tiếng rồi đó. Đi theo em. Come on, ăn đi nào. Ui, cầu cái gì đấy? Cầu cái gì nhở? Từ fan ơi, mình thấy có một con bờ tay này, con này nhiêu đây? Con này cấp nhiêu mình bắt luôn à? Tầm này thì 60 mấy bạn.
con vừa nãy. À, ok xong rồi. À, chưa xong. Ủa, mình tưởng đâu nó xong ấy bạn. Con ro to thì được mười mấy phần trăm, 17% rồi. Ui, con này tem, con ro to tem lâu á. Con này vẫn chưa chịu ăn nhở. Ừ, nó hơi lâu các bạn, nó hơi lâu. Hơi lâu các bạn ạ, hơi lâu. Come on, ăn đi nào. Ăn được con vờ cái ở đây mình cũng hơi sợ các bạn. Ở đây Giga rồi, Allosaurus rồi, đi săn tùng la tùng lum nó gặp mình nó giết á. Con này tem xong là 200 mấy này, ngon không các bạn, ngon á. Come on. Lẹ nào. Ui, nó có 94.4. Sao mà khổ thế, 90 mấy phần trăm các bạn. Thôi được rồi, mình tạm thời đỡ nó đây à, tí nữa mình quay lại sau. Vãi nồi, 94% ạ. Đợt. Cay thế nhở. 94%. Đáng lòng. Nó ăn rõ lâu các bạn. Thôi mình về thôi. Để mình qua mình đút đồ cho cái con chica các bạn xem có chịu ăn không. Đấy, bị thở chưa? Người Viking này đậm chất người Viking rồi, cao to lực lưỡng. Ở đây đi, ở đây đi, ở đây đi, ở đây đi. Ok kìa. Rồi mình qua đây một mình á, không có đỡ mấy con thằng này đi theo, chết á. Nếu mày chết, chết một thằng thôi à. Còn xui là vẫn chết cả đám. Kìa nó kìa. Đấy. Ăn đi em. Tất cả là của em. 3% ạ. Ui mình sợ không đủ rồi. Phải lấy thêm cho nó rồi. Sợ không đủ ấy. Ừ sợ không đủ thật. Qua đây xem có không, nó biết đâu cửa hang lại có một cái trái nó mọc á. À đây cà rốt, cà rốt. Ái chà, ái chà. Hay bạn, hay, 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 hay. Mình đang qua đây mò xem nó có mọc không. Biết đâu chỗ này là, cái chỗ này cũng có cái cửa hang này. Biết đâu nó mọc á. Rồi có thật. Ừ. Được. Đấy. Được chưa, hết luôn á. 32% rồi. Giga. Bạn cứ từ từ đi, sau này kiểu mà có được à cái tao biết là chúng ta qua xử với con Giga với bạn. Đây. Cho thơm đấy, ăn thì ăn à, ăn thoải mái. Thôi té thôi. Ô con bờ tay cái xong rồi kìa. Từ từ qua đó nó. Qua đón luôn. Con chike kia là được hai cái nhở, không để ý lắm. Nó mà được một cặp thì ngon, mà không được thì thôi chứ sao. Cầu mong một cặp ha, cầu mong một cặp. Hai con đều mắc 150 à, thớ mới được của nó. Đây rồi. Ui. Ngã chết đấy. Đi 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 em ơi, đi đi em ơi. Vừa rồi, vừa rồi. Đấy. Đỉnh không? Ba 36% rồi. Ron to sâu rớt. À không, 22 à. Chike thì 37 rồi nè. Ờ, chike lẹ không các bạn, chike nó lẹ hơn. Cả hai đều là 150 mà.
Về thôi. Tám lăm à? Lòng tham nó cứ nổi lên làm nào ta? Ôi, nhầm. Vượt mẹ tớn rồi. Bắn một phát vào đầu xem nào. Xỉu không? Bỏ mấy bạn. Tham thì thâm. Té. Đi thôi các em. Về thôi. Đi. Kìa, chờ người ra kìa. Thôi nó không theo nhỉ. Vờ thôi chứ còn thế nào nữa. Ừ, vờ. Vờ thôi anh em, vờ thôi. Kéo mà con cừu hy sinh về đại cục á. Hai đứa này giờ đang bay tung chảo. Bay nào bay đừng ngáng được anh nhá, anh bực đấy. Thật. Đi. Bay nào bay đi chắn đường này tát cho. Còn xa đâu, nhớ đường mà, không cần đâu. Nè, bản đồ nè. Đó, cho coi bản đồ luôn, không có cái vị trí hiện ra ha. Đấy. Lên cấp. Máu mà tăng thôi chứ sao. Mới có 24 à? La 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 ta. Đấy. Ồ mà hình như hai đứa này là hai con cái đúng không? Không hiện ta. Follow con ngựa. Không hiện giới tính, không phải giới tính. Nếu mà nói là vừa nhà thì đây đã là nhà rồi, nhưng mà thôi không phải này nha. Xuống cái kia cho an toàn. Ở đây thì nó không có an toàn, nó là như vậy. Té thôi. Cũng định là xuống ngựa được mà hái á, nhưng mà thôi à. Về luôn. Hái cái gì thì chắc là anh em đều biết rồi. Đó. Tập này đúng kiểu là lên đời đúng. Nói chuẩn. Từ đầu đã nói luôn là lên đời. Đấy. Nhưng mà cái sàn nhà nó vẫn đang lõm hai lỗ à. Tính nào tính à, tập sau giải quyết. Đây rồi. Ui, con này từ gọi là từ hai tập trước nhá. Có Chike này này. Hình như là 3 hay là 2 nhỉ, không nhớ nữa. Hôm nay mới xong đây này. Thôi đi em. Bây giờ mấy con Megalania gọi tôi bằng cụ nhá. Thật. Xưng cụ luôn. Đâu rồi, nó đâu? Ờ, nó bay hơi chậm. À, đi hơi chậm. Chạy hơi chậm. Rồi, sắp rồi. Một con là 206, một con là 142. Được đấy. Ê, con kia đó. Nó ra con Barbie rồi đó. Từ con Barbie nó đẻ rồi. Từ. Tránh đường nào. Đâu rồi. Ui, đây. Ua. Ui. Chất thế nhỉ. Cờ lam luôn ha. Tại vì cờ lam nó luôn. Đó. Ui nó đẻ ra đây. Tư. Có gì không? Có gì cho nó không? Tư. Chinh chiến như vậy mà lại không có đổi một cái cà rốt hay được cái gì đó nhỉ. Thôi ăn tạm này nha em. Không cả. Ui. Cưng nhờ. Ui cưng vãi nồi đấy.
98, nhưng mà cái chỉ số nó cũng ngang ngang so với vậy là nó cộng hai cái level lại rồi, nó chia đôi rồi. Kiểu như là nó cộng cái thằng này với em này, sau đó nó chia đôi ra, nó ra cái level 98, nhưng mà chỉ số là kiểu nó cũng ngang ngang ha, nó không bị thụt đâu. Được đấy, quay là 400 cũng được. Con này là con cái nhỉ? Ui sao nhiều cái thế ta? Được. Đấy, có thơ chứ. Đấy, làm cái ảnh với bạn. Mấy khi chiều tối rồi đấy. Thôi được rồi, nghỉ thôi. Bye bye.